chào các bạn đến với kênh shop quà tặng thủy tinh phong thủy của Thành DC. Về vấn đề hôm nay á, Thành muốn gửi đến chia sẻ đến các bạn á, là vấn đề về các vật phẩm phong thủy dành cho phòng ngủ của vợ chồng. Đây là một chủ đề nóng hổi ha, mà các cặp vợ chồng đều mong muốn biết để mà có được cái phong thủy tốt của cái phòng ngủ của mình ha. Thì phong thủy phòng ngủ có ảnh hưởng đến sức khỏe và vận thế của gia đình mình. Nó lựa chọn một vật phẩm phong thủy phù hợp sẽ tăng sự hòa hợp giữa vợ chồng, cha mẹ cũng như con cái, anh chị em, sẽ tăng cường sức khỏe, chống lại được nhiều sát khí ha. Thêm vào đó, khi mà cái không khí của gia đình mình mà hòa thuận thì tâm trí của bạn cũng được thoải mái, sẽ dễ đi sâu vào giấc ngủ và có nhiều đêm chọn giấc hơn, tình cảm sẽ nồng nàn hơn. Về cái món đầu tiên mà Thành muốn nói đến, nó là món là ngọc bội long phụng. Thì trong văn hóa của cái người phương Đông thì ngọc bội thường được làm cái món quà kỷ niệm tặng cho các cặp vợ chồng mới cưới với một mong ước là hạnh phúc bền lâu. Bên cạnh đó, long phụng luôn là biểu tượng cho sự giàu có, hạnh phúc sum vầy và viên mãn của hôn nhân. Ở đâu có long phụng thì ở đó sẽ có hạnh phúc. Trang miếng ngọc bội long phụng này ở đầu giường sẽ giúp tăng sự yêu thương lẫn nhau của hai vợ chồng, cuộc sống thì im ấm bên nhau trọn đời. Đó là lý do mà vì sao cái vật phẩm phong thủy phòng ngủ này được ưa chuộng nhất. Và khi treo cái ngọc bội long phụng này thì các bạn nên kín đáo treo chúng cái góc ở phía tây nam của phòng ngủ nha, vừa khéo léo cân bằng cái phong thủy phòng ngủ, vừa giúp được cái hạnh phúc vợ chồng mình được lâu bền và thắm thiết. Cái món thứ hai là đá thạch anh ha. Trong phòng ngủ của vợ chồng, nếu bạn bố trí một cái quả cầu bằng đá thạch anh màu đỏ, màu hồng, màu cam hoặc màu tím ở hướng tây nam thì sẽ làm cho tình cảm vợ chồng mãi gắn bó keo sơn và hạnh phúc nồng ấm. Ngoài ra còn giúp chủ nhân căn phòng ngủ ngon nè, say giấc hơn nè, theo đó thì cái sức khỏe của mình sẽ cũng tăng lên tốt hơn. Về cái món thứ ba là tiền cổ. Tiền cổ trong ngũ hành thì nó thuộc mệnh kim, cho nên nó có thể đặt ở trong phòng ngủ để tăng thêm khí trường cho căn phòng. Ngoài ra nó còn có tác dụng chiêu tài nạp bảo. Thì dùng vật phẩm phong thủy phòng ngủ này đặt trong phòng ngủ thì nó sẽ chức trạch, quá sát, vượng tài, nó phòng được tiểu nhân và nó cầu phúc, trừ tai ách cho gia chủ, rất là tốt ha. Cái món thứ tư là hồ lô phong thủy. Hồ lô thì đặt trong phòng ngủ giúp hóa giải bệnh tật, tăng cường sức khỏe. Có thể dùng 3 quả hồ lô bằng gỗ hoặc bằng thủy tinh ha, hình dáng đẹp, bề ngoài nhẵn ra bóng. Trong đó có một cái quả lớn nhất dùng cái dây đỏ, các bạn cứ gõ trên mạng sẽ thấy được cái bộ hồ lô người ta hay buộc cái sợi dây đỏ, các bạn sẽ treo trong phòng ngủ ha. Với những cái người thường xuyên gặp phải những tình trạng mất ngủ hoặc là không ngủ được yên giấc thì hồ lô sẽ là một vật phẩm phong thủy phòng ngủ cứu nguy ngay lúc này. Thì nó sẽ có một cái món, có một số món nó không có được đặt trong phòng ngủ nha. Thì trước đây theo những cái nguồn tin không chính xác mà bạn đã đặt những vật phẩm phong thủy sai vị trí thì dẫn đến sự hỗn loạn khi khí ở trong nhà, ảnh hưởng không tốt cho tâm lý, cuộc sống không được yên ấm thì bạn cần quan sát và thay đổi sớm những vật phẩm đó. Ví dụ như là những linh vật chiêu tài quá sát như cốc thiền thừ, tỳ hưu, nhưng mà Thành hay nói nhiều ở các video trước đó là những linh vật chiêu tài trong phong thủy, nhưng mà cái cách đặt của nó thì không phải đặt ở trong phòng ngủ, đặt ở trên cái két sắt, cái phòng thờ, cái bàn thờ hiện tại hậu địa đó, đặt ở hướng về cửa chính. Video trước đó Thành cũng có nhắc. Còn mình đặt ở những linh vật này sai vị trí thì nó sẽ gây rối loạn cái luồng khí trong nhà, làm cho vợ chồng không có im ấm đó, thì cũng không được đặt trong phòng ngủ luôn. Tượng Phật cũng vậy, tượng Phật cũng không được đặt trong phòng ngủ. Và một cái món nữa là tháp văn xương ha. Tháp văn xương là một cái bảo tháp mà cho công danh sự nghiệp, cũng không được đặt trong phòng ngủ luôn. Ngoài ra thì cũng còn nhiều vật phẩm lắm mà Thành cũng không nói hết trong video này, thì sẽ nói thêm nhiều ở những video tiếp theo. Làm những video nó ngắn và vừa phải để mọi người có thể tiếp thu nhanh và dễ nhớ. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của Thành nha. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành nha.